Hello, xin được chào mừng tất cả các anh em nghệ nhân đã quay trở lại với kênh Yêu Thiên Nhiên Vlog của Đam Mê Chim Cảnh. Và nếu như đây là lần đầu tiên ghé qua kênh Yêu Thiên Nhiên Vlog của Đam Mê Chim Cảnh để xem video, để tuyển chọn cho mình những chú chích chòe than, chích chòe lửa, xem video anh em vui lòng cho mình xin một nút like, một đăng ký kênh để động viên và ủng hộ kênh cũng như là động viên người làm chương trình có nhiều động lực hơn nữa để tiếp tục hăng say phục vụ anh em một cách nhiệt tình và chu đáo hơn. Thế và xem video anh em lưu ý là tất cả những em chim của mình đăng lên đây để giao lưu cùng anh em, mình đều báo giá ở đoạn phía cuối video. Mong anh em hãy xem video chi tiết đầy đủ để có thể đánh giá được một cách chi tiết nhất, đúng nhất về bản chất của chú chim mà mình đang xem. Sau đó thì biết giá thì mình có thể quyết định một cách đúng nhất, chính xác nhất có lên đưa nó về đội hay không. Thì ngày hôm nay mình lên giao lưu cùng anh em một chú chích chòe than đã được trên 2 vụ lông anh em nhé, là trên 2 vụ lông. Đây là một em chòe than có bộ khá to, mình trường đuôi dài, hót múa xòe anh em nhé. Anh em có thể quan sát một chú chích chòe than có bộ khá to, đầu to bằng ngực lở, đuôi nhạy, cổ vại, dáng cao cầu anh em ạ. Mỏ dưới mỏng tanh. Đây là một em chòe than mà anh em có thể về đưa nó đi luôn cà phê, dàn giáo và móc số thi đấu được rồi. Thế chúng ta chỉ cần tăng số của cám và tích cực tăng mồi tươi lồng lực lên 1-2 tuần nữa này em nó có thể căng đét luôn anh em. Đấy, mời anh em tiếp tục theo dõi video để đánh giá về chú chích chòe than hơn 2 vụ lông này. Một em chòe than có thể nói là em nó hót cả ngày luôn anh em ạ, hót cả ngày luôn, chưa thật sự căng lửa nhưng em nó cũng hót cả ngày luôn anh em ạ. Thế và chim của mình thì đăng lên đây thì em nào tật nỗi, em nào có vấn đề gì thì mình cũng nói rõ ràng luôn. Đối với em này thì mình xin được bao tật lỗi cho anh em 3 ngày đầu khi anh em bắt về nhà phủ áo lồng cẩn thận và mở hé từ từ thôi anh em ạ, hé từ từ thôi. Sau 2 ngày thì anh em có thể tung hết áo lồng và treo lên cao để nghe nó hót. Đây là một em chòe than nuôi từ mép lên đã được hơn 2 vụ lông thì em nó đã thuần đét rồi anh em ạ, thuần đét rồi. Gần được sự gần gũi chăm sóc của chủ em ở phần đét, sâu dễ thoải mái anh em nhé. Đuôi xòe bản rộng, giọng hót thì anh em tự thưởng thức cái mỏ anh em đấy, nhìn đấy có thể đánh giá cái mỏ cực mỏng, đầu to, đầu bằng, cổ vại, ngực lở, dáng cao cầu đấy. Nếu anh em kết em này thì em giá em của nó phí em nó bay đi về với chủ mới sẽ là 1.600.000. Anh em nhanh chóng nhấc máy lên alo cho mình thông qua số Zalo và số điện thoại ở dưới tiêu đề của video. Và cuối cùng là xin được trân trọng cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video. Xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.